rồi. Thì hôm bữa đó là mình mới giao chiếc xe. Ngày hôm qua thứ sáu là mình giao chiếc xe mà anh ở Gò Vấp á, Future 125 halogen. Thì mình giao chiếc xe cho ảnh là ảnh lên đồ Future Neo ha. Future 125 halogen đưa đồ Future Neo. Thì nói chung mà để nói mà công tâm để nói thì chiếc xe của ảnh mới chạy có 14.000 thôi. Thì anh em biết rồi, xe đó số xe của ảnh là số cũng chưa hú mấy. Khi mà thả ga thì anh em biết là số 2 đồ của dù mà mình chạy không hú đi, mình thả ga nó có tiếng o o o hú số. Thì anh em biết là mình đã lên rất là nhiều clip mình nói là bộ số nè, luyện kim kém nè, bộ số Future 125 á, rồi cơ cấu mà đầu bò, cơ cấu đầu bò của nó là nó bò trơn cũng là kém hơn Future Neo, cho nên mình sàn đồ Future Neo qua thì nó sẽ êm. Thì sau khi mà mình giao xe cho ảnh á, thì anh nói số 3 qua số 4 á, số thì nhẹ mà số 3 số qua số 4 á, thì nó còn hơi là sượng sượng. Thì cái đó là tại vì mình chỉnh không dám chỉnh ép nồi quá, chỉnh ép nồi quá thì có khi là bố nó đều lại á. Khi mình chạy nó so, mình vô số cắt con rồi nó so nó đều lại á, thì nó sẽ bị sốt bố anh em, nó bị sốt bố, cho nên mình chỉnh vậy. Mà mốt anh muốn lại chỉnh mình lại, mình chỉnh thì chỉnh lại thôi, không có gì hết. Rồi thì tại sao lại sàn, thì mình phân tích cho anh em là nội điều nếu mà anh em có điều kiện, chứ không phải là mình cái suối anh em mà sàn máy neo đâu. Thì mình suối hay không nhưng mà cũng có người làm anh em, thấy không? Cái đó là mình cũng có người làm chứ đâu phải là không có người làm đâu, cho nên là anh em yên tâm. Thì trước hết á là mình nói cái nồng neo này, cái nồng Future 125 này, đây là khách để lại cho mình nghiên cứu thôi chứ không có gì hết. Thì đây là cái nồng ha, dên ở trong dên Future 125 mình có 3 cây trong trọng á, không có bán được cho ai anh em. Dên mới dên chính hãng luôn, cũng còn luôn, chưa ép lần nào luôn. Đây thì cái nồng Future 125 này á là nó ngắn hơn nồng Future Neo. Để trước hết đó là để mình nói những cái chương trình mình sàn đồ neo. Với lại mình cái anh mà ở Gò Vấp anh mới nhắn Zalo cho mình đó, thì anh em coi bình luận của ảnh dặn anh nhắn tin với mình như thế nào ha. Ok hay không thì mình sẽ cho anh em coi những cái bình luận nha.
cái nồng này thì nó xài là bánh su lồng, cơ bản là nó xài bánh su lồng giống riêng quay. Thì bánh su lồng thì xài sên cam tròn là bánh su lồng, thì cái độ dài bây giờ nó là 16-32, nhông dên là nhông 16, nhông thì nhông cam là nhông 32. Thì không biết nồng này nó ngắn hơn rim, nó ngắn hơn nồng rim luôn, dĩ nhiên là phải ngắn hơn nồng alpha, nhưng mà nó xài sên cam 88 mắt chung quy ra đó. Từ cái khoảng cách mà cái trục tâm của trục dên á tới tâm của cốt cam là nó bằng quay alpha, nó bằng quay alpha, anh em hiểu không? Tại vì á, quay alpha là xài nhông 16-32 đó, thằng này vẫn xài 16-32. Thì cái nồng này dài hay không biết, nhưng mà cái khoảng cách từ trục của trục dên á, từ khoảng cách từ cái nhông chia thì, tâm của nhông chia thì á tới nhông cam là nó bằng với lại thằng phiêu trò mập, quay alpha bằng phiêu trò mập. Anh em đồng ý với mình không? Tại 16-32 mà, thấy không? Mà xài sên cam giống nhau thì dĩ nhiên là nhông giống nhau, xài sên giống nhau thì cái mắt sên cam nó giống nhau, thì mắt thằng này phải giống nhau, thấy không? Không nói nhiều ha. Rồi thì thằng này á, nó làm, nó cố tình làm cho giọt thì nó làm cái đồng này ngắn. Thì cái khoảng hành trình đi á, hành trình đi của cây dên á, của bích tông lên xuống á, nó bằng phiêu trò neo, mà ngược lại tay dên nó là nó xài tay phim, trong khi phiêu trò neo á nó dài hơn 7 ly, nó xài tay tay quay 110 à. Thì tay dên á anh em, tay dên mà dài á thì cái anh em nào là cũng biết rồi, để khách bây giờ cũng lên mạng coi rất là nhiều. Thì tay dên dài á thì cái đuôi bít tông á, cái đuôi bít tông nó sẽ chịu cái lực, nó chịu lên cái lồng này ít hơn là cái thằng tay dên ngắn. Thì thằng này lồng ngắn, tay dên ngắn là phiêu trò mập này, xài bánh su lồng này, cho nên là nó sẽ dễ vũ bít tông, nó sẽ mau mòn đuôi bít tông, mau mòn cái độ mà trên đây chỉ dưới đây nè, cái đuôi bê tông nó ma sát vô thì nó sẽ mau mòn. Thì tay dên ngắn thì mình đề ba ngon thôi, nhưng mà nó chạy đường trường là nó không có bằng tay dên dài. Tay dên dài thì nó thoải mái hơn, chạy nó đó. Thì đây là cái nồng này là ngắn hơn nồng phiêu trò neo 7 ly nha. Đó, anh em lưu ý chỗ đó. Thì sau là đồ này là cái mã nó là KIZ nè nè, mã KIZ. Nhà nồng của phiêu trần 125 là mã KIZ nè. Còn hàng phiêu trần neo làm như là KBH hay là KVB vậy mình quên rồi. Nhưng mà khác mã nha anh em. Đó. Nồng này thì cánh tản nhiệt đồ dữ dằn lắm, nói chung là cục máy nó đầu quy lát nó cũng dữ dằn lắm mà nó xào dữ lắm anh em ơi. Ừ. Nha. Nè, coi cho anh em coi mã nè, đây là cái nồng FI nè. Ha. Này khách sàn đồ và để lại cho mình nghiên cứu thôi chứ không có gì hết. Đó. Rồi cái nồng là nó gia công ở Việt Nam, đồ càng ngày càng nội địa quá, cho nên là nó mau cu kêu mau vũ, bích tông mau kêu mau vũ. Rồi cộng lại nữa đó là cái nồng này ha, nó ngắn hơn 7 ly so với phiêu trò neo mình không nói, mà cái bích tông của nó, vì cái tay dên nó ngắn, khi mà thụt về nó đụng má dên, cho nên là cái đuôi bích tông nó cũng ngắn hơn đuôi bích tông phiêu trò neo. Hai trái bích tông thì có thể xài cho nhau được, nhưng mà mình phải mài cái đuôi đi, thấy không? Đuôi bích tông ngắn thì cái lực ma sát nó ít lại thì nó sẽ chạy giọt hơn, nó nhẹ thì nó sẽ giọt hơn, nhưng mà ngược lại nó sẽ bị vỗ trái hơn nha, vỗ trái vỗ nồng hơn. Rồi tầm đổ qua cái nồng này là cái điểm dở của cái nồng này là thứ nhất á, là nồng ngắn, rồi hàng Việt Nam ông ra càng ngày càng nội địa quá, với lại điểm dở nữa là xài bánh su lồng đó. Bánh su lồng này mà khi mà sên cam nó dùng quá là có thể nó cứa đứt nồng nha, nó cứa đứt nồng như chơi, cứa trên đây giống mấy chiếc mà quay 110 mình lên rồi đó, xài bập bên đó. Rồi bỏ qua cái nồng này ha, đó thì anh em lưu ý cái chỗ đó nha. Cho mình uống miếng để mình lấy ngót cái ra. Đấy, nói nhiều quá.
Rồi thì đó là cái tại tại sao mà mình sang đồ neo im, là nãy giờ là mình giải thích được cái nồng nè. À, thứ nhất nè, cái nồng nó dài hơn, nó không bị vũ cháy nè. Rồi chất lượng của cái KIB đó, KBH. Rồi ha, thì dên dài, tay dài thì nó sẽ đỡ hại cái, nói chung là tay dài là nó ngon đó. Còn tay ngắn thì nói chung là hai cái chất lượng máy như nhau, nồng như nhau, dên như nhau, thì tay dài nó ngon hơn tay ngắn nha anh em. Đó. Ví dụ như rim, rim Thái như quay Alpha thì cái tay dài của quay Alpha nó chạy đường trường, nó ngon. Lý do là thằng rim á, nó bây giờ nó bị vỗ cháy mà mình hay, mình là sấy lồng lên nó hay kêu á, là lý do cái nồng của rim hồi xưa anh em biết là bao nhiêu tiền chưa? Bây giờ anh em mua đúng cái nồng của rim Thái thì bao nhiêu tiền anh em biết liền nha. Chất lượng đó, nó ngắn nhưng mà nó có chất lượng, còn cái này ngắn là mà đồ là KIZ này là thua nha anh em. Đó, mình nói với anh em nè, mình anh em hiểu đây ha. Rồi, là một cái ha. Thì cái này là đầu Quilat, à, tiếng Pháp tiếng Anh gì á, nhưng mà ở Việt Nam mình là kêu bằng đầu bò, nhưng mà kêu đầu bò đi. Đầu bò đầu cọp, nhưng miễn sao nó chạy được thôi. Nói chung là đầu bò cái gì dễ nhớ thôi. Thấy không? Là đầu bò. Nói chung là vậy đi. Thì cái đầu Quilat này đó thì thằng Future Mập này á, nó xài là cò á, trung gian giữa con cò với ắc cò đó, nó có một cái đũa kim nữa, gọi là bạc đạn đũa đó anh em. Trong khi Future Neo là nó không có bạc đạn đũa, thì cái đó nó kêu hay không thì không biết đó. Thì cái xe Future Neo nó đỡ chết bạc đạn cam hơn Future Mập. Future này là cái đầu Future 125 này. Rồi lý do tại sao mà thằng này nó đỡ nó chết bạc đạn cam thì mình sẽ giải thích cho anh em một đôi điều cho anh em hiểu. Thì mình sẽ nói cho anh em nghe và mình tháo cái nắp trên này ra cho anh em coi ha, đường bơm nhớt của nó ha. Đó. Rồi đây là mình sẽ cho anh em coi cái đường bơm nhớt của lên đầu bò này, tại sao nó chết bà đạn cam nha. Rồi đây là cái đường bơm nhớt của nó nè, nó lên cái giữa, nó lên cái đũa đầu thì nó sẽ lên đây nè, đây là cái lỗ nè anh em thấy không, mình lấy cái nét ha, đó nó sẽ phun lên cái nắp cò nè, rồi từ cái nắp cò này nó sẽ tưới xuống, thấy không. Bây giờ là mình tưới mà tưới cây đồ mà dặn mình tưới, cái này là dặn bơm nhớt dặn tưới, còn bơm nhớt cưỡng bức là khác nha. Đó, nó sẽ tưới lên cái nắp này và nắp nó sẽ nhiễu xuống cò để văng tung té xuống cò trên cò dưới rồi đây. Là cái lỗ này là chủ đạo chảo đụ ha. Chủ đạo là chảo đụ đó, em thấy không, em thấy cái lỗ đó nha, đó cho anh em thấy ha. Đó, trong khi á cái thằng Future Neo á, nó bơm lên đũa đầu và nó bơm thẳng vô giống rim quay anh em, bơm thẳng vô cái nắp bướm rồi nó sẽ luồn vô cái thân của cốt cam á, nó sẽ khoan lỗ, nó sẽ chui vô cốc cam và từ ở trên cái gói cam nó khoan những cái lỗ, nó túa lên gói cam, nó sẽ chống mài mòn gói cam ha. Chống mài mòn gói cam là do nhớt nó bôi trơn thẳng lên cái gói cam và nó túa lên trên dàn cò dàn đồ, thì nó sẽ êm hơn thằng này, êm hơn thằng Future Mập này ha, êm hơn cái thằng đầu bò này đó. Đó. Rồi khi mà cái đó thì nó bôi trơn được á, thì nó hàng Future Neo á, nó có cái đũa qua đây nè, nó bôi trơn được cái bạc đạn của đầu cái gói cam bên đây, của cái cơ của cái bạc đạn cam bên đây đó. Và cái khả năng của nó thì bạc đạn của nó đó, thằng này là bạc đạn ngoài là 16004 bạc đạn to đó, thì nó cũng mỏng hơn cái bạc đạn 6905 của thằng Future Neo đó. Rồi ở trong là của nó 96902 thì nó mỏng nhưng mà nó được bôi trơn tốt hơn thì nó cũng lâu hư hơn. Nói chung cái đầu bò này nó sẽ xào hơn đầu bò Future Neo ha. Cái đầu bò này chắc chắn nó sẽ xào hơn đầu bò Future Neo, vì đường bơm nhớt bôi trơn kém ha. Bạc đạn cam rồi dễ đi hơn. Rồi rồi thương cuối cùng nữa là thương mại quá, để họ là cái đồ của họ kém chất lượng phần nữa. Đó. Không phải kỹ sư là chế không được đâu anh em. Rồi tóm lại nè, nồng dễ dỗ cháy ha, đi xa mau dỗ lòng dỗ bích tông,
thứ hai đầu bò xào, rồi mình chưa nói lại cái chưa nói là con cò giảm áp nữa, chó cam giảm áp của nó đó, là nó xài cũng rất là dễ kêu, nó xài tạ mà ly tâm chớn á, cũng dễ kêu lắm. Thì mình không có tiện tháo cái cấu cam này ra cho anh em coi, cho nên là anh em thông cảm ha. Rồi thì cái cơ cấu á, thì mình nói ra thêm luôn cái cơ cấu phân phối hòa khí mà cái dạng cốt cam nè, gói cam này mình nghĩ là nó sẽ cao hơn Việt Chanel, tại vì cái gói cam hút của nó đó, ở trên cam hút của nó đó, là thiết kế như thế nào đó, mình thấy trên cái bích tông zin của thằng Phiêu Trà Mập này đó, thì con cái bích tông mà cái đầu trên của nó bên cò hút này nó có móc mắt nhẹ nha, móc mắt nhẹ, mình nghĩ là cái gói cam này nó mở sâu hơn Phiêu Trà Neo đó, thì nó chạy bốc hơn là như thế. Thì dên ngắn thì nó sẽ tay ngắn nó sẽ nạp nhanh hơn Phiêu Trà Neo, nhưng mà cái hậu rồi với lại cái độ đập bền đường trường nó không bằng Phiêu Trà Neo nha. Đây là mã KIZH này, kia làm như KBH, này KIZH này. Đó, không thấy à? Đó. Đó, em thấy chưa? Ha. Thì đó là dên Phiêu Trà Neo. Nó ngon hơn, tại nó ngon hơn dên Phiêu Trà Mập rồi, dài, tay dài và chất lượng ngon hơn. Rồi cái phần mà cái hệ thống, mình chưa nói tới hệ thống tăng cam của Phiêu Trà Neo, thì hệ thống tăng cam của Phiêu Trà Neo là xài hai cái nẹp kép, hai cái thanh đỡ, gọi là hai cái thanh tỳ kép, kéo dài từ ở nhông kia thì gần tới lên nhông cao luôn, ở dưới cũng vậy, hai cái bờ đó thì nó sẽ êm, thấy không, nó sẽ êm hơn cái loại là xài bánh su lồng với lại cần tăng cam bánh tăng, bánh suôn su lồng đó. Thì anh em nào mà chạy chiếc Phiêu Trà Mập này mà làm mấy tăng cam hoài thì anh em biết rồi, mấy người thợ người ta cũng biết rồi đó, là cộng lại những cái đó là bộ số là của Phiêu Trà Mập đó, nó hú, anh em nào chạy chiếc xe này là anh em biết là nó hú kinh khủng trời đất luôn nha anh em nha. Thì anh em là cái thuốc đặc trị của bộ hú bộ số này, anh em thay bộ số Phiêu Trà 2 nè, Phiêu Trà Neo, Phiêu Trà X, Rim 125 do nó sẽ hết anh em, nó hết nhiều luôn á, cho dù bộ số mấy bộ số kia là xài cũ rồi nhưng mà nó vẫn không thú bằng cái bộ số này, lý do là thương mại nha, luyện kim đồ không tới đó, không đúng quy cách. Rồi những ai mà làm nồi thợ thì mình không nói rồi, những ai mà khách á, mà đã tham khảo á, cái bộ nồi Phiêu Trà Neo với lại bộ nồi Phiêu Trà Mập á, thì cái chuồng heo của Phiêu Trà Mập á, nó rất là rơ, mình dỗ là dỗ như dỗ mông đít vậy đó, tập như này, trong khi Phiêu Trà Neo là không có bị anh em, mà nó có rơ miếng thì chạy cũng đó. Rồi cái nồi của nó là nói chung là nồi của Phiêu Trà, mình gắn nồi Phiêu Trà Neo vô chạy vẫn ngon hơn, vẫn êm ái hơn đó. Thì anh em thấy nè, cộng nè, bộ nồi nè, bộ số nè, lồng nè, đầu nè, dên nè, cơ cấu tăng cam nè, là anh em thấy rồi, thấy không? Là cái thằng này là nó chạy thì mới mua về nó chạy rất là bốc đồ, nhưng mà anh em chạy một thời gian đi, anh em hiểu chiếc xe này là hả, có nhiều người mình lên mình nói mình làm xe này, có nhiều anh em nói là dở hơn xe Trung Quốc đời đầu nữa, xe Phiêu Trà Mập này, thì cái đó điều đó là mình chắc chắn luôn, thì nó bốc lúc đầu thôi chứ là nó sẽ cho mình là một cái thời gian nào đó hư, thì nó mới phải nuôi nổi một vàng nhân viên nữa ha, một vàng thợ, chứ nó không hư thì không lẽ mấy thợ trong đó ngồi ngáp gió đúng không. Thì hôm bữa mình sàn cái cục máy Phiêu Trà Neo cho cái anh đó, thì sàn dên nồi bộ số đầu lồng để chế đồ bắt lên hợp lý, thì mình sàn là nói chung là mình sàn 9 triệu với là mình sơn cặp lốc cho thành giống quê Thái, sơn cặp lốc đen nó đuôi cá nó thì 400.000 nữa là 9.4 triệu anh em. Nhưng mà mình sẽ phân tích cho anh em mà tại sao mà người ta sàn như vậy á, người ta có tiền, anh em cứ tính đi, giờ anh em có nhiều anh em chơi ha, anh em lên đĩa lên đùm lên gì mà không biết ABS rồi thắng khóa mắt cây đồ, anh em lên một lần cũng mấy triệu cái đó ít, 2 triệu mấy, 3 triệu hoặc 4-5 triệu cái đó ít, theo thắng tempo gì ra xin bôi thì chả cần biết. Nhưng mà anh em mua cục máy, nếu mà cái đó là im chính xác thì anh em mua cái cục máy, thí dụ bây giờ này
Bây giờ anh em mua với chiếc xe đó là 35 triệu đi, anh em vô 10 triệu nữa, 9 triệu là cho 10 triệu đi anh em, là 45 triệu, thấy không? Nhưng mà anh em chạy chiếc xe đó rất lâu, trong khi anh em mà mấy chiếc xe này nè, bây giờ mình nói mình không binh vực ai hết, cái này là những anh em chạy xe này đi, anh em cứ cho một cái câu bình luận là công tâm, anh em chạy chiếc xe này anh em làm máy mấy lần, làm nồi làm máy là làm mấy cái sân cam này anh em làm mấy lần rồi, và chiếc xe anh em là cho mấy chiếc phiêu chờ và đèn led thì mới quá, thì anh em chạy những chiếc xe này mà halogen á, anh em làm máy mấy lần, mình chỉ nói đơn giản vậy thôi. Anh em làm lần một lần đi, anh em là làm đụng tới cây dơ nên làm, anh em mà làm dưới 2 triệu mình chặt đầu mình đi. Nếu mà làm full máy nè, hơi bê tông bạc sơn cam đồ tha ép dơ đồ lại, nếu mà anh em làm dưới 2 triệu, ai mà làm dưới 2 triệu là mình thua, không có thợ nào mà can đảm mà làm dưới cái máy này dưới 2 triệu đâu. Nha. Đầu lòng nồi thôi trên Sài Gòn là họ cũng quất là trên 1,5 triệu rồi, không có rẻ đâu anh em. Đó mà anh em làm hoài mà làm hoài thì xe này làm hoài cũng không bao giờ im đâu anh em. Anh em chỉ vô đồ neo thôi nó mới im. Tại sao mà có người mà sẽ dám xuống mình mà vô 9 triệu cho chiếc xe? Thấy không? Làm hoài luôn cũng không im. Nếu mà anh em tâm quyết, thấy không? Anh em vô đồ neo hết đi. Im và cái độ ổn định nó có. Thấy không? Xài cơ cấu tăng cam đó là không thể nào bể bánh tăng cam nữa, không lột dên nữa, rồi nồng nữa. Thì dĩ nhiên là chạy lâu rồi anh em phải sấy lồng rồi lại rồi chứ, hay là dên nó bấy rồi, nhưng mà cái thời gian nó rất là lâu rồi. Hồi nãy giờ mình phân tích anh em thấy như vậy. Đó là như vậy ha. Thì mình cũng có rất là nhiều cái dự án, nhưng mà cái dự án mà sàn đồ neo này thì mình yên tâm hơn đó. Thì cái thằng này á, có thể anh em giữ dên lại CNC, bữa giờ mình làm hai chiếc rồi thấy cũng im ha, CNC chế cái cục tăng cam lên trên đây, là bữa mình mới làm chiếc của anh ở bên quận 8 là cũng im anh em. Đó. Có nhiều cách để làm ha. Ngày xưa mình làm là vô dên đầu lồng khi chà neo, đầu lồng khi chà neo, dên khi chà neo, để lại đầu bò cũng được đó. Nói chung có nhiều cách để làm đó. Đó, nhưng mà chung quy ra lại á là đồ của khi chà neo nó tốt hơn. Ví dụ như anh em mà chi phí anh em ít mà muốn làm im bền, đó là anh em vô bộ số nè, neo nè, nồi anh em có thể để lại, tại vì nồi nó không có hú, nó kêu thì anh em phải chịu, hơi kêu rồi thì bộ số neo nè, rồi dơ anh em để lại, anh em đi thằng lằn kép, và có thời gian mình sẽ bữa nào mình sẽ CNC thử một cái nồng này để mình làm mà đi xin dẹp rồi luôn cho anh em coi ha, coi nó im như thế nào. Tại đó, tại chiếc xe này nó kêu nhiều chỗ quá cho nên mình không phát hiện ra nó kêu chỗ nào chính xác nữa, nó kêu tạp rất là nhiều đó. Thì có thể là anh em giữ lại dên, anh em vô nồi bộ số và làm tăng cam này ngon, giữ lại đầu bò thì nó cũng im, nhưng mà tạm thời là nó im là không có phá đồ anh em nữa thôi, nó không bị bể bánh tăng cam, nó không phá đồ anh em, và nó không có hú hí đồ nhiều nữa thôi. Chứ anh em nào mà muốn ngon thì giờ lên hết đồ vi chà neo thì có nhiều cái để, ví dụ anh em mà muốn làm thì có thể tới tìm mình tư vấn làm cách đó là nó giảm được bao nhiêu phần trăm và nó không hư hại cái gì, rồi mình sẽ có kinh nghiệm để mình tư vấn cho anh em, và mình cũng có thể làm được mình mới dám nói ha. Đó, ví dụ như anh em muốn giữ là cái đầu này thì im bao nhiêu phần trăm là mình đã trải nghiệm rồi, mình cũng đã thử rồi, là anh em muốn giữ là cái lồng này làm tăng cam như thế nào, im bao nhiêu phần trăm đó. Chứ còn anh em mà thì anh em thay nồi, dù anh em thay một cái nồi FCC thôi cũng cần nồi khi chà neo theo xe thì nó sẽ im hơn như thế nào, thì mình sẽ tư vấn cho anh em. Nói chung là bây giờ á, nó xe tôi là nó bị sinh cam hoài, thì mình làm như thế nào mà cho nó im, nó chạy được lâu, chiếc xe chạy bền chứ vẫn giữ lồng và vẫn giữ gì thì mình cũng làm được đó. Có rất là nhiều cách làm, thì nếu mà anh em nào muốn làm như thế nào thì tới tiệm giao lưu trước một lần đi, rồi nói chuyện với mình sẽ đưa ra những cái phương án cho anh em, và mình đã lên phương án là mình sẽ làm được, tại vì cái dòng này mình làm rất là nhiều ha. Đó thì video đã dài, mình cũng đã phân tích được cho anh em những cái mà điểm yếu của chiếc xe này nha, của chiếc xe mà kêu chà mập này. Thì video đã dài, mình xin chào anh em nha.